ngày 15 tháng 5 vừa qua, kế toán thực hành lớp Cô Quỳnh đã khai trương cơ sở thứ hai tại số 9 Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên tại thành phố mang tên Bác. Kế toán thực hành lớp Cô Quỳnh là trung tâm đào tạo lấy chữ tâm của người làm nghề để giảng dạy cho học viên từ những chứng từ thực tế và đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Nên chỉ sau khóa học, học viên không chỉ biết làm mà còn có kinh nghiệm và kỹ năng như một kế toán đã đi làm lâu năm. Tất cả các bạn trên cả nước được tiếp cận với khóa học kế toán lớp Cô Quỳnh, bởi vì đây là một cái khóa học mà trao giải pháp tuyệt vời về việc làm cho các bạn. Đây là khóa học cam kết đảm bảo đầu ra. Học theo hình thức nào các bạn cũng sẽ được đảm bảo cam kết học đến khi thành thạo giỏi nghề và phải xin được việc ở vị trí kế toán tổng hợp với mức lương 10 triệu. Và tôi đã làm được việc này. Nếu học viên nào mà ra không thành nghề, kế toán lớp Cô Quỳnh sẽ cam kết hoàn trả 100% học phí cho các bạn. Mình đang là kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và công nghệ Triệu Gia. Ngoài ra, mình còn là kế toán dịch vụ ngoài giờ cho 5 doanh nghiệp khác. Những gì cô truyền đạt thì không phải ở đâu mình cũng học được. Bằng chứng là mình ra trường đã từ rất lâu rồi. Công việc của mình cũng khá là bấp bênh và mình nhiều chênh vênh trong nghề lắm. Nhưng mà sau khi kết thúc khóa học của cô thì mình thực sự tự tin và như là mở ra một con đường mới cho sự nghiệp. Cô Quỳnh là một người rất là tận tâm với học viên. Có những ngày cô kể cả có bận hay là tối muộn rồi mà học viên có thắc mắc hay là có cái gì muốn hỏi cô vẫn giải đáp nhiệt tình, không bao giờ than mệt mỏi. Luôn chăn trở làm sao để giúp đỡ được nhiều học viên hơn nữa, nên năm 2020, cô Quỳnh đã xây dựng video bài giảng để mong muốn tạo điều kiện cho các học viên ở xa. Khóa học dạy trên các lĩnh vực ngành nghề, dịch vụ, thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu và dạy trên nhiều quy mô công ty lớn nhỏ khác nhau, nên khi tốt nghiệp có thể làm tất cả các lĩnh vực. Khóa học chỉ dạy 20% lý thuyết, còn lại 80% thực hành và thực hành hoàn toàn 100% trên chứng từ hóa đơn thực tế nên đảm bảo sẽ làm được việc ngay ở vị trí kế toán cấp cao. 5 phần việc quan trọng của nghề kế toán mà bạn sẽ được cam kết thành thạo ở khóa học này bao gồm thành thạo nghiệp vụ định khoản từ cơ bản đến chuyên sâu trên các lĩnh vực ngành nghề, thành thạo việc mở sổ trên cả Excel và trên phần mềm kế toán, thành thạo báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, thành thạo việc soát xét, sửa sai, gỡ rối hồ sơ, sổ sách. Với mong muốn nhân rộng hơn nữa về chất lượng đào tạo nghiệp vụ kế toán thực tế, kế toán lớp Cô Quỳnh đã ngày càng khẳng định chất lượng của mình qua sự lớn mạnh cả về quy mô đào tạo ở hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn. Đặc biệt, Cô Quỳnh cam kết hoàn 100% học phí nếu không lành nghề.